Hello sup guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel. Thì mình chỉ vừa mới ngủ dậy thôi. Thì mình nhận được một cái thông báo là cái món đồ mình được gửi từ Việt Nam cũng tới rồi. Bây giờ cùng đi lấy đồ với mình nhá. Ok, và mình cũng đã mở và unbox cái đống đồ trong này của mình rồi. Thì tại vì khi mà đi qua cửa hải quan ấy thì cần phải lấy hết đồ ra để mà check, cho nên là những cái bịch, những cái sản phẩm mà mình mua đều bị bỏ ra ngoài hết rồi. Thì ở đây mình có những cái thương hiệu, mình có tất cả hình như là 4 thương hiệu thì phải. Đầu tiên là mình có Avon Clone, Sun Machine, Hanoi Riot, và cuối cùng là một chiếc quần đến từ thương hiệu Shopee. Thì thật sự mà nói là mình mua brand của Hanoi Riot ở trên Shopee luôn. Còn Tub Machine và Avon Clone thì mình mua ở trên mạng. Tub Machine thì ok hơn một chút tại vì họ có website. Còn Avon Clone thì mình phải hỏi inbox Instagram. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào review những món đồ đầu tiên thôi nhé. Thì đầu tiên đây mình có một chiếc quần của thương hiệu Shopee. Đây là một chiếc quần jeans và trên này nó có dòng chữ là Paxson. Thật sự mà nói là mình không phải mua fake đâu, mà tại vì trên hình lúc mà mình mua ấy thì nó không có chữ Paxson. Lúc mà mình về mình nhận hàng thì mình có thấy Paxson à? Thôi toàn à. Và để mà phối được món đồ này thì mình nghĩ là mình sẽ mặc chiếc quần jeans này với một chiếc áo chi trắng, đôi Air Force One và chiếc áo khoác jeans của mình. Nhìn rất là fresh, rất là đẹp, đặc biệt là vào mùa hè nếu mà mọi người đi Đà Lạt. Nhưng mà có lẽ là sau mùa dịch, hiện tại dịch đang căng lắm, mọi người ở nhà nhé, đừng có đi đâu hết. Thật sự thì chiếc quần này cũng không có quá là gì đặc biệt. Bên cạnh chúng ta được tặng một chiếc jawstring dài đằng đẵng. Và ngày xưa mình rất thích jawstring dài, bây giờ thì bớt hơn một chút rồi tại vì nhìn thấy nó hơi lụm thuộm ấy. Thì cũng không còn gì nhiều để mà nói nữa. Về chất lượng của chiếc quần này thì mình nằm ở mức ok, chỉ thừa có khá là nhiều. Đa số, nói đúng hơn là tất cả những chiếc quần mình mua ở đây đều là baggy cả. Tại vì khi mà mình hỏi thông tin thì mình độ cân nặng của mình lên một chút. Hiện tại thì mình đang cao 1m78 và nặng 74kg. Nhưng mà khi mà mình hỏi thì mình lại nói là mình 78kg. Để mà lỡ mà có bị chật quá ấy, thì sẽ nới được ra một chút. Chứ mình không nghĩ là nó sẽ rộng như thế này đâu. Tiếp theo chúng ta có một chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Tub Machine. Thì đây là một chiếc áo biker. Theo như mình được biết từ anh Founder, anh đã làm một cái video giới thiệu về chiếc áo này. Thì chiếc áo này là một chiếc áo lấy cảm hứng từ những cái tay chơi Harley Davidson. Đặc biệt là bên Canada mình thấy rất là nhiều các ông kiểu nhìn gang gang chạy trên xe mô tô xong mặc áo hình Harley Davidson ấy. Thì đây cũng y chang như thế. Đây là một chiếc áo với chất liệu là nhung, hay là còn gọi là corduroy. Và chiếc áo này mình nghĩ là chỉ mặc đi Đà Lạt thôi, chứ Sài Gòn nóng lắm, hoặc là đi vào tầm nửa đêm ấy. Mọi người muốn đi dạo nửa đêm thì nó sẽ hợp lý hơn. Phía trước của chiếc áo thì chúng ta có cái dòng chữ là FTW. Theo anh ấy nói á, thì nó một là fuck the world, hai là for the win. Mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được. Thứ hai ở thế này là động cơ của Harley Davidson. Ở phía bên đây chúng ta có một dòng chữ là born fighter, not perfect but only. Mình không nhớ rõ rằng là những cái ý nghĩa của những cái món đồ này là gì. Mặt sau thì chúng ta có một dòng chữ Tub Machine, tên thương hiệu, một cái logo của Tub Machine và TMC thì chắc là Tub Machine quá. Và cuối cùng chúng ta có dòng chữ, đây là chữ mình thích nhất, Sài Gòn. Hai bên tay của chúng ta là hình ngôi sao, à không, bên tay bên trái là hình ngôi sao. Anh Founder bảo là anh thích thì anh để thôi, không gì cả. Còn chữ bên đây TFFT, theo mình đánh giá thì chiếc áo này mặc rất ok. Thật sự nếu mà vào mùa thu ở Canada thì mình sẽ mặc nó đấy. Nhưng mà mùa hè ở đây thì nó nóng điên kinh thiên động địa luôn rồi. Nếu mà được và gọi là thời trang phong thời tiết thì mình sẽ mặc một chiếc áo này, một chiếc áo thi màu đen. Bên dưới thì mình sẽ mang một đôi Air Force One, một chiếc vớ cổ cao hơn một chút. Bên trong đây chúng ta cũng có một cái túi để mà đựng đồ, có túi ở hai bên. Và chất lượng của chiếc áo này mình đánh giá là khá là ok. Nhưng mà anh Founder anh bảo là chất lượng mà thêu lên, thêu họa tiết lên á, anh chưa ưng ý cho lắm, chỉ tầm khoảng 7 trên 10 mà thôi. Mình thì mình thấy khá là ok. Và mình rất là thích chất liệu corduroy. Và mình cũng đang bắt đầu tìm hiểu và sử dụng những cái sản phẩm đến từ chất liệu này. Và đây là một chiếc áo nhìn rất là bụi và rất là đẹp. By the way, mình đã nói cho chỉ số cân nặng và chiều cao của mình. Thì mình mặc chiếc áo này size L. Chiếc quần vừa rồi là mình mặc size 34, nhưng mà nó sẽ rất là rộng. Có lẽ là nếu mà ai mua chiếc quần này á, thì mình sẽ để tất cả những cái link mà mình mua, tất cả những món đồ ở dưới phần description. Thì nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể vào xem. Thì mình khuyên mọi người, nếu mà mọi người muốn mặc fit như mình, với cái cân nặng giống như mình là 1m78 và 74kg, thì mọi người mặc size 32 sẽ ok hơn.
Tiếp theo, mình có một chiếc quần đến từ thương hiệu Avenclo. Đây là một chiếc quần mình thấy mình không ưng ý nhất. Tại sao? Tại vì cái bạn chăm sóc khách hàng, gọi là chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin thì nói với mình là mặc size 34, nhưng mà ông mặc size XL, nhưng mà khi mà mình mặc ấy, nó rộng quá là rộng. Mình mặc xong mình nhìn tưởng mình mang một chiếc quần ngủ ấy, nhưng mà mình cũng không ngờ rằng là chất liệu corduroy của nó lại mềm mỏng đến như thế này. Khi mà mình xem ở trên mạng ấy, chiếc quần corduroy nhìn nó rất là rắn chắc, nhìn nó rất là kiểu dày ấy, nhưng mà khi mà mình cầm chiếc quần của Avenclo và cả Thumb Machine lên, mình lúc đầu mình nghĩ đánh giá là có vẻ như là chiếc quần này là chất lượng thấp, nhưng không, hai chiếc quần đều có chất lượng như nhau, chất liệu như nhau và độ dày mỏng như nhau. Có lẽ là do là mình nhầm, tại vì mình chưa bao giờ sở hữu một chiếc quần corduroy nào bao giờ cả. Trở lại với chiếc quần này thì mình thấy là một chiếc quần khá là đẹp với một cái màu sắc là màu smoke gray. Về phối đồ thì mình có lẽ là mình sẽ phối chiếc quần này với một chiếc áo jean màu trắng và một chiếc đôi giày màu trắng, hoặc là một đôi giày nó mang màu sắc sáng hơn một chút, và bên ngoài mình có thể khoác một chiếc áo với phối màu cream hoặc là beige hoặc là off-white chẳng hạn, hoặc là áo tee là màu off-white hoặc là màu cream, nhìn sẽ đẹp hơn. Về độ hoàn thiện của chiếc quần này thì mình thấy khá là ok, mặc dù cũng có vài chỉ thừa nhưng mà có thể bỏ qua được. Avenclo là một thương hiệu không quá là lớn mà một thương hiệu kiểu tầm trung thôi, nhưng mà mình thấy đồ của họ bán rất là hợp trend và bán rất là ok, chất lượng ổn áp bởi vì mình đã từng sử dụng rồi. Có lẽ sắp tới mình sẽ làm một video review tất cả những món đồ mình sử dụng xong thời gian phần 2 nhé, mong mọi người đón chờ. Ngoại trừ việc là chiếc quần này quá rộng so với phần chân của mình thì không có quá là nhiều điều để mà đánh giá với chiếc quần. Mình cũng chưa sử dụng qua và mình thấy chiếc quần này khá là đẹp, là zip. Và nếu mà mọi người có những cách nào thì mọi người có thể comment below nhé, tại vì mình cũng lần đầu tiên sử dụng những món đồ này và mình thấy trên mạng thôi, cho nên là mình cũng không có quá là nhiều kiến thức và mình vẫn đang cố gắng improve nó. Tiếp theo thì mình có một chiếc, cũng là một chiếc quần với chất liệu corduroy đến từ thương hiệu Thumb Machine. Hiện ở đây thì mình chỉ mua thôi, và tất cả những chiếc món đồ đều lần đầu tiên mình mua cả. Đối với chiếc quần này thì chúng ta có một cái phối màu là màu beige, và trên phần thắt lưng thì chúng ta có hai cái zip ở đây, hai cái khóa. Mình lúc đầu mình nghĩ là để cho đẹp, nhưng mà không, khi mà chúng ta kéo vào thì chúng ta không cần dùng thắt lưng để chúng ta cố định nếu mà mọi người mặc cái phần eo nó quá là rộng đi. Đây là một cái điểm mình thấy rất là hay ở trên Thumb Machine nhé, một cái điểm rất là sáng tạo luôn. Mình rất là thích cái sản phẩm này, và cái điểm này vừa tăng cái tính gọi là accessory cho một món đồ, và nó có một cái tính hữu dụng rất là tốt. Và một cái điểm đặc biệt thiết kế của chiếc quần này đó chính là những cái họa tiết thêu, ví dụ như là chiếc túi hộp, cái túi ở bên đây đi, họ thêu ra ngoài và lộ nó ra. Just nhìn rất là đặc biệt, và nó không có làm cho chiếc quần bình thường quá. Mặt sau cũng thế, chúng ta có thể thấy được cái họa tiết thêu những cái sản phẩm như là túi nằm ở phía bên ngoài. Và bên đây chúng ta có một cái điểm đặc biệt nữa, ở đây thì có một cái túi nhỏ nhỏ ở đây nè, nhưng mà mình không biết để làm cái gì cả. Chiếc quần này thì mình là ưng nha, tại vì nó là size 34, nhưng mà chiếc quần này thì gọi là ôm hơn một chút, gọi là nó fit hơn với mình một chút so với chiếc quần màu smoke gray, cho nên là mình rất là ưng chiếc quần này luôn. Và để mà phối đồ thì chúng ta có thể phối với áo màu trắng, màu đen, và chiếc quần thì chúng ta có thể phối chung màu với cả màu áo hoặc là màu sắc khác một chút, nhưng mà vẫn có cái chủ đạo là màu đen và màu trắng trên đây thì nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình có nói một lần nữa nhá, mình chỉ mới sử dụng những cái màu sắc này lần đầu tiên thôi, cho nên rằng là nếu mà có điều gì sai lầm hoặc là mình thiếu điều gì thì hãy comment below, và mọi người cũng có thể vào Instagram của mình hoặc là Facebook của mình để mà direct những cái hình ảnh mà mọi người cho là đẹp nhất về những món đồ này. Chúng ta đến với hai món đồ cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là đến từ thương hiệu Riot, Hà Nội Riot. Thì đầu tiên mình có một chiếc quần. Chiếc quần này mình mặc size XL, và đây là chiếc quần duy nhất mình mặc hơi ôm ở phần đùi, nhưng mà xuống với phần cổ chân thì mình mặc rất là rộng, tại vì đây là dáng suông chứ không phải là dáng bó vào. Về độ hoàn thiện của chiếc quần này thì mình cảm thấy là chiếc quần này ok. Và cả chiếc quần Thumb Machine vừa rồi mình thấy cũng khá là ok đấy, mặc dù là khi mà mình đút tay vô cái lỗ ở phía đằng sau ấy, nó hơi tạc ra một chút và mình hơi bị hoảng ở khúc đấy thôi. Có lẽ là mình mạnh tay quá chứ không phải là chiếc quần nó thiết kế không được tốt đâu, có lẽ là như thế. Là một chiếc quần với thiết kế khá là dày dặn và form của nó rất là ăn đối với những bạn gầy. Mình thì mình chưa gầy đến mức đấy, nhưng mà mình mua để mà mình có động lực để mà giảm cân, để mặc cho nó đẹp. Thì đây là một chiếc quần cargo pant với phối màu là màu nâu, và có hai túi hộp ở hai bên này, có những cái khuy bấm
ở ngay dưới phần cổ chân. Thì mình thấy ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều cái thiết kế này, và đặc biệt mình thấy thiết kế rất là hay. Có những cái chiếc quần có cái khuy bấm này kéo hết theo chiếc quần luôn, nhưng mà mình thích tầm nửa nửa hoặc là 2/3 của chiếc quần thôi thì nó đẹp như vậy là quá ổn rồi. Phía sau chúng ta có 22 cái túi để mà đựng đồ. Mình thì mình khá là kỹ những chiếc quần nào mà mặc khá là bó, tại vì nhìn nó không được đẹp và thiếu thẩm mỹ, mất thẩm mỹ luôn ấy. Nhưng mà đối với chiếc quần này thì mình thấy khá là ok, tại vì dọc theo cả chiều dài của chiếc quần thì mình không có bị lộ ra cái phần đùi to và nó suông, mặc rất là ok luôn. Và để phối đồ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phối với một chiếc áo, mình không nhớ tên chiếc áo này. Chiếc áo này có lẽ khá là phù hợp để mặc khi mà chúng ta phối chung với chiếc quần này. Đi thêm một đôi giày màu đen, có thể là một đôi bốt hoặc là một đôi giày sneaker. Và mình có thể mặc chiếc quần này với cả một đôi derby, nhìn cũng khá là đẹp. Áo thì mình sẽ sử dụng là một sắc là màu sáng, ví dụ là màu trắng hoặc là màu đen. Nhưng mà đối với bản thân mình thì với cái làn da trâu của mình thì mình nghĩ là mình sẽ mặc màu đen, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Và chiếc quần cuối cùng và cũng là món đồ cuối cùng trong ngày hôm nay của mình, đó chính là một chiếc quần da, cũng từ đến từ thương hiệu Hanorat luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình táo bạo mình mua một chiếc quần da để mà sử dụng, tại vì trước đấy mình chưa có một sản phẩm quần nào bằng da. Thì chiếc quần này cũng là size XL luôn. Nhưng xin phép mọi người cho mình hoãn lại một chút. Mình không hiểu sao chiếc quần cargo pant là size XL mình mặc hơi ôm, nhưng mà qua chiếc quần này mình mặc XL á, nó to như cái bao bố vậy đó. Mình coi các model ở trên trang của Hà Nội Riot thì họ mặc rất là rộng, nhưng mà các anh ơi, họ gầy mà các anh ơi, xong rồi recommend em mặc chiếc quần này, nó chỉ hơi rộng hơn một chút thôi bạn ạ. Nó rộng quá anh. Nhưng mà dẫu sao thì mình vẫn mặc đẹp và ok. Nếu mà mình mặc một chiếc áo nào hơi rộng một chút như là chiếc áo varsity jacket. Chất lượng da của chiếc quần này thì mình chưa đánh giá nhá, tại vì mình chưa giặt, chưa sử dụng qua lần nào. Nhưng mà mình thấy độ hoàn thiện của nó rất là ok, không bị chỉ thừa, không bị gì cả. Và có một cái điểm nhấn đặc biệt và mình khá là thích, đó chính là có thắt lưng ở đây. Nó nối liền bên trong quần và chúng ta chỉ cần dùng cái giải rút kéo xong rồi đút vào trong thì chúng ta đã có thể có một chiếc thắt lưng và không cần phải sử dụng bất kỳ một chiếc thắt lưng bên ngoài nào cả. Điểm đặc biệt của chiếc quần này thì ngay cái phần gấu quần nó có một cái thiết kế nó lồi ra như vậy, thì mình nghĩ rằng là cái phong cách mặc của các bạn bây giờ là ngay cái phần ống quyển đi xuống thì nó hơi bự ra một chút, nhìn nó sẽ cá tính hơn. Có hai túi hai bên này, phía đằng sau thì có hai cái túi luôn, nhưng mà nó bị cắt mất một góc. Và chiếc quần này mình khẳng định luôn là nó rất là bụi. Và những bạn nào mà có mô tô hay là các bạn đi xe phân khối lớn ấy thì thôi, perfect luôn, nhìn đỉnh phải luôn. Và để phối đồ thì mình nghĩ là nguyên cái đen thôi. Chiếc quần này thì mình sẽ phối với một đôi, mình có đôi Ibaquasa, mọi người có thể sử dụng như là Dr. Martens này, hoặc là những đôi giày nào mà combat boots ấy, nhìn nó sẽ phong cách nó bụi bặm và nhìn nó gọi là gân cốt hơn, gọi là nó mạnh mẽ hơn ấy. Chiếc áo T, mình sẽ mặc áo T màu đen và mình mặc thêm, mình sẽ ráng kiếm cho mình một chiếc áo khoác để mà phù hợp với chiếc áo này, à chiếc quần này. Và đó cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy video hãy like, share và đặc biệt hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và mình xin khẳng định một lần cuối cùng là tất cả những cái feed mà mình mang đến cho mọi người hôm nay, đó đều là những cái feed mà mình tự nghĩ ra, mà mình tự tìm hiểu trên mạng. Có những cái điểm gì mà mọi người thấy không vừa mắt hay là mọi người muốn có một cái feed đẹp hơn thì hãy comment below hoặc là hãy direct vào Instagram của mình để mà chúng ta có những cái thảo luận, có những cái bộ outfit đẹp nhất có thể nhá. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái video này, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mình là Lê Huy và peace out guys, see ya.